Ok rồi. Ok, hai chào bạn, mình là Cài. Ủa. Nói chứ sau cái sự kiện xoay á, mày thấy sao? Nghĩ gì về nó? Suy nghĩ hả? Cảm nhận, cảm nghĩ. Đúng rồi, cảm nghĩ. Thì nói chung là cái đó là một cái buổi gọi là nghiêm túc nhất từ trước tới giờ mà có thể tao có thể tham dự được. Tại vì trước giờ là mình toàn ở ngoài công viên như chẳng hạn như hồi nãy hiểu hiểu là từ để trải nghiệm tức là xưa tức là giống như là một cái trải nghiệm mới. Đúng mà rồi. Trước giờ chưa có, kiểu như là khi mà mày gom vô một cái nơi rồi xong rồi có một cái kịch bản nào đó nó cụ thể thì mọi người sẽ tập trung hướng kiểu như là hướng về một cái chủ đề chính á, kiểu gom lại chơi cùng chơi kiểu như tao muốn nhất là ít nhất là có cái sự kiện đó làm cho mình hiểu được là cái đó có thể làm được. Phải một là cái sự kiện mà nhiều người cùng hướng về một điểm. Chứ không phải là tách ra từng cụm chứ kia cũng là ở một chỗ nhưng mà tách ra. Kiểu như là có tham dự cùng nhau nhưng mà tới cuối buổi không ai biết ai là ai hết. Thì ngày xưa thì là đa phần là như vậy. Cái buổi đó là một cái buổi đặc biệt thì nó mang tới một cái trải nghiệm mới, là mọi người cùng hướng về một điểm. Nó giống như là cái dự án quan trọng nhất của tao để mà có cái gì đó cho cộng đồng quay bút Việt Nam, và đặc biệt là kiểu trong cái khâu chuẩn bị á, là mình phải nghĩ nhiều thứ để làm, nhất là thí dụ như làm CV để mà đi chung, để tung ra vào cái ngày đó. Thì cái mà tao học được á là khi mà có một sự kiện gì đó thì nó nên có gì đó kèm theo thay vì chỉ là đến nó chơi thôi. Trong cái quá trình làm thì có cái khó khăn cũng như chuẩn bị những cái poster này kia, làm những cái design, những cái thì cái đó thì cũng phải nói công của các bạn rất là nhiều, đặc biệt là Hưng chạy đôn chạy đáo lo mấy cái đó, rồi mấy cái standee là Hưng mượn của trường á. Là kiểu xin mượn của trường để gắn lên rồi mang đi in poster, rồi còn ta là design từ ban đầu. Xong rồi có nhờ một bạn graphic trong công ty tao để mà làm lại cái file đó nữa để in ra nó được nét hơn. Chung là anh thấy là kiểu hơi bất ngờ tại vì nó có nhiều thứ chỉnh chu hơn là tao nghĩ. Tại vì mới đầu thì nghĩ là chỉ là tới đó rồi mọi người tập trung tới, sau đó rồi có thể là chiếu CV này kia thôi, chứ không có nghĩ là sẽ có những cái chi tiết như là cái thẻ tên mà có in cái hình này kia lên. Tao chỉ nghĩ là một cái tờ giấy trắng rồi mình điền tên lên thôi. Ngồi còn có thiết kế đúng không? Có những cái bản tên thiết kế này kia, rồi có một cái ở ngoài treo ở ngoài với một cái ở trong nữa. Đúng rồi, hai cái mà khác nhau nữa. Đó thì cảm thấy là đầu tư nhiều hơn là tao tưởng tượng. Đúng rồi. Và thực ra ban đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà đúng theo cái form, cái khuôn mẫu của nó thì như vậy là ok, chấp nhận được, hài lòng. Có thể mình theo tao nghĩ trong cái lúc mà lên kế hoạch đó là đã có thể làm nhiều thứ hơn nữa. Như là cái phần ba đồ có thể chỉnh chu hơn nữa, rồi các thiết bị ghi hình, thì đặc biệt là gắn camera này kia xung quanh ở hai góc để mà thu lại được cái tiến trình của nó. Nhưng mà cái này thì quyết định là đề cao cái tính trải nghiệm ngoài đời, trải nghiệm thực tế, cho nên là không có quay lại. Thì sau đó thì mới nghĩ là ok, nếu mà có làm tiếp thì sẽ thu lại cho các bạn khác ở nước ngoài coi, đặc biệt là mình phải nâng cái tầm ảnh hưởng hay là tiếp xúc đến những cái cộng đồng khác để mà mình có cái gì đó mình cho người ta biết là Việt Nam chơi cái môn này rất là dữ dội, đang quay nghiêm túc chứ mà quay những cái clip off công viên không thôi thì nó giống như là một cái CV outdoor hay là một cái track vậy thôi, nó không có được không có thấy được cái tính nghiêm túc của nó. Thì cũng có phụ huynh đồ đến nhớ có mấy cô chú kiểu mới chở con đến xong đứng canh rồi chụp hình của con đang làm gì này kia thôi lúc đầu á. Tao cũng ra nói chuyện này nọ thì cũng ok, thì ra là chỉnh chu như vậy thì bố mẹ cũng yên tâm hơn, kiểu không phải là con đi chơi bỏ học đồ gì đâu mà học
xong mới chơi hay là thôi bỏ học đi ở bỏ, okay. Bỏ, okay. Còn trải nghiệm của em thì sao? Thì nói chung là nó cũng khá là đặc biệt vì nó lớn lên thì nó đặc biệt tất nhiên tại vì từ trước tới giờ là chưa có một bộ môn nào mà em chơi là nó có một cái đầu tư workshop như vậy, đầu tư rồi vậy. Ví dụ như là Rubik hoặc là Chemistry gì nọ thì em cũng từng đi off nhưng mà không tới nỗi như thế này. Nó giống như bé hồi xưa đúng không, kiểu như là mỗi người là một cụm là tự chơi nha, ai thân thì chơi riêng đúng không? Đúng. Hoặc là chơi Rubik thì tổ chức giải đấu nhưng mà nó không được thân mật như thế này. Còn Chemistry thì như mấy út vậy. Cho nên là nên em cũng không tham gia vào cái phần làm nhiều nên em được là khán giả nhiều hơn. Hồi nãy cô thì đến làm khách mời cũng làm khán giả nhiều hơn, còn nhiều khi cũng khi mà tao làm thì tao thấy cũng hơi lo, có nhiều giai đoạn nó hơi gấp rút. Có một cái là cái phần thi đấu á thì nếu mà lần sau làm thì chuẩn bị trước, tại vì lúc đó là kiểu như thiếu người đúng không? Thiếu người. Tại vì nó cái ý định là làm ba đồ là làm xong. Tức là ngay trong buổi hôm đó luôn cái hưng là hứng lên là hứng lên liền luôn. Chứ thì không có trong phần kế hoạch. Thì cái đó kiểu nó hơi gọi là nó cũng diễn ra suôn sẻ nhưng mà cái phần trước đó lúc mà chuẩn bị làm á thì nó kiểu vừa làm vừa chỉnh. Đúng rồi. Thì có thể mệt hơn. Mà chủ yếu là làm nhiều thì sẽ không có được biểu lộ nhiều thứ. Cái chính đối với tao thì làm cái buổi talk show quan trọng hơn. Mà có vẻ như là cái đó thì đến lúc đó thì các bạn có nhiều bạn là hơi kiểu cảm thấy không hứng thú rồi. Không nghe nhưng mà mình vẫn cứ làm cho đến trò vẹn. Nói chung là talk show thì tao nghĩ là khi mà mày chia sẻ thì chủ yếu là mấy người mà mới chơi thì người ta nghe thì nó sẽ hợp lý hơn, còn bạn mà nói chuyện thì đa phần là kiểu chơi lâu rồi thì sẽ không quan tâm lắm. Chia sẻ người ta có cái quan điểm chơi của người ta thì người ta sẽ không quan tâm lắm. Còn như Châu nè, Châu thấy Châu nghe. Rồi mấy bạn cũng hỏi nói chung lựa cho những cái bạn mới. Những cái bạn có thể là cái việc truyền đó mình chưa thấy rõ đúng không, nhưng mà đâu đó thì cũng có một cái nội dung trong cái ngày hôm đó để các bạn có thể trải nghiệm cũng như là tăng cái phần nghiêm túc của nó. Đúng, những bạn nào mà cần cái động lực thì người ta sẽ quan tâm hơn, còn những bạn nào mà đang có động lực trong người sẵn rồi tự cháy rồi thì không có cần phải đốt cho cháy nữa. Thì đó cũng thấy là đã, nhưng mà cái ngày hôm đó đã, tại vì trước đó thì cái cảm giác khác mà chuẩn bị làm đang làm thì lại có cảm giác khác. Rồi bây giờ mình nhìn lại thì cái cảm nghĩ của mình nó cũng thay đổi. Rồi em thích nhất phần nào trong cái buổi đó? Em enjoy nhất cái nào? Chắc là gặp gỡ mọi người. Khúc mà Châu quay chứ không? Ok. Nhưng mà dễ thiệt. Thấy coi CV nè. Thấy coi CV. Thấy nó xạo. Ok. Coi CV. Có si xạo đúng không? Si bây giờ lá anh tắt máy nó thiệt nha. Thế thì ta là tao thích cái đoạn đi giao lưu với mọi người, gặp gỡ những khuôn mặt mới, hoặc là mấy bạn chơi mà ít tham gia. Thì cái ngày hôm đó thì nó là một cái gì đó rất là đặc biệt, mà kế hoạch cũng lâu rồi cho nên là thực hiện được thì nó cũng có cái cảm giác đã đôi riêng vui trong lòng. Đúng rồi. Nói chung thì lúc đó thì tao cũng không có tham gia trong cái đội chuẩn bị nhiều. Thì đến cái giai trò khách mời thì cố gắng là giao lưu hết mức có thể với mọi người, lại anh em cần hỗ trợ cái gì thì hỗ trợ. Cái phần mà nếu mình tham gia vậy thì có lẽ là nó trọn vẹn hơn, nửa vời như ta kiểu chuẩn bị rồi làm.
nhưng mà đã cái là được làm, và cho nó đến nơi chốn. Mấy bạn chuẩn bị khá là ngon, tại vì thấy wow, vô là thấy xịn liền. Hồi trước giờ á, làm ba cái sự kiện là hay bị kiểu là trong cái đang nửa chừng, cái bắt đầu có sự cố biến, cái bắt đầu cái hơi cãi lộn á, cái gì hơi bất đồng quan điểm là mấy bạn làm khá là mượt. Tôi nghĩ là nó là mượt nhất có thể, mượt nhất có thể trong cái khâu chuẩn bị từ setup này nọ. Cái nhu cầu của mình nó cũng đơn giản. Cái đó kiểu mọi người cũng mỗi người nhường một tí thì để cho mọi việc suôn sẻ, chứ mà kiểu ông nào cũng muốn làm theo ý mình thì nhưng mà có điều là làm CV hơi mệt, edit đến ngày cuối cùng luôn á. Tao thấy quay nửa đêm là đi ra đường quay là thấy là bắt đầu là 11 giờ đêm, 11 giờ quay tới 4 giờ sáng, kiểu 3-4 giờ sáng vậy. Thì cái đó là khá là mệt, kiểu chịu để mà thì tao cũng có viết cái bài về cái CV đó rồi, nhưng mà cái art direction, cái hướng đi của cái CV là theo kiểu ở bên ngoài, tối này kia thì phải có những cái shot nó đúng với cái tiêu chí. Thì mày cũng đi quay đêm mà viết cũng tối nên làm CV, nhưng mà quay thì không đến nổi, nhưng mà về lọc clip rồi Hưng phải gửi thêm clip mấy cái bureau, mấy cái cảnh ngoài đường để sắp xếp lại. Ban đêm thì nó cũng tiện để quay hơn, tại vì ban ngày xe cộ này kia nhiều. Khi mình cái đó đang quay có ông nào lại bị lạc, nó bị lạc cái chủ đề. Mình đang muốn nó tối. Thì có một cái chưa chia sẻ là tao thử hai bài nhạc. Là một bài là ban đầu là tính làm theo nhạc kiểu chill chill, xong rồi sau đó là nhờ có một đứa em là Trinh Long á, nó gửi cho một con beat khác, rồi tao chỉnh CV cho nó đúng theo cái clip đó rồi, cái nhạc đó rồi. Mà bên Như Hưng thì Hưng coi thấy không hợp lắm, và Trinh Long cũng thấy không hợp lắm, và bản thân là con thấy cũng hơi kỳ kỳ, hơi sượng, cho nên là phải làm lại từ đầu luôn, là chỉnh lại cho nó match với cái nhạc đầu tiên. Cũng có đi qua những cái sửa sai, rồi đến cuối cùng là thiếu tên, thiếu credit này kia là cũng phải chỉnh đến giây cuối cùng. Tức là cái CV được trình chiếu ngày hôm đó là đến tối ngày 15 là mới xong, mới đăng lên, tôi mới render xong. Xong rồi đến sáng ngày hôm đó là chưa vô chỉnh lại, xong rồi render thêm một lần nữa mới bật ở sự kiện được. Thì đến đúng nghĩa là đến giây phút cuối cùng luôn. Khá là cực. Với lại có cái hay nữa là mày giải quyết được cái bài toán là chi phí. Tức là nhiều người khi lên ý tưởng đó là hoành tráng, nhưng mà đụng tới cái chi phí thì bắt đầu mọi người là kiểu không có... Tôi đã rén. Mọi người hơi rén. Thì hôm đó là nhờ có cái sự đóng góp của mọi người thì sự kiện coi như là cái khoản kinh phí đó là được bao hết luôn. Chỉ cần đến cái sự đóng góp của mọi người thôi là đủ để cho không gian. Mọi người vẫn chịu đầu tư. Đúng rồi. Đầu tư cho tới cùng, không có ai gọi là đang lên ý tưởng cái bắt đầu rén dần. Nhiều người kiểu không có lường trước được cái kinh phí nó sẽ đội lên tới vậy. Thì khi đang làm cái bắt đầu tiền nó cạn từ từ, cái bắt đầu hơi rén. Hoặc là phải xin tài trợ hay nhà đầu tư gì đó thì nó hơi mệt. Mà đây là mình tự kiểu gọi là gì ta, sự kiện nhà làm kiểu bình dân không tự làm luôn, thì cũng may là nó cover đủ hơn luôn, còn dư để anh em có một sự kiện vui. Cuối còn đi nhậu ăn, một cái ăn cái thì thế hệ giờ là phát triển. Đúng. Thì cảm thấy là nó là ngon. Nhà hàng như Hiếu đã mở hàng đúng không? Hiếu mở hàng. Anh thấy là em mở hàng. Em mở gì? Em là câu cá, mở hàng câu cá. Xong rồi bắt đầu mấy bạn mới Hưng là mở hàng complexity ở kiểu quay theo meta, theo những cái mới sau này. Những cái mới sau này. Nói chung là mấy đứa tụi em thì chung là còn đi học, cho nên là có nhiều thời gian, nghĩa là có nhiều thời gian để tập được tiếp cận những cái mới. Hoặc là vô cái môn lúc nào thì cái gì nó đang là trend, đúng không? Em vô đúng năm Cao Di đang nổi, đúng không? Sẽ dễ tiếp cận cái đó hơn. Những nguyên liệu mới hơn. Vô hơn.
mà tiếp thu thì phải có thêm cái mình gọi là cái khiếu nữa. Là các bạn ta thấy cái vấn đề, không phải cái vấn đề mà cái chủ đề cảm là rất là quan trọng. Tức là khi mình bắt đầu mình cảm được cái gì. Còn ví dụ như mình chơi một thời gian rồi, cái mình thấy những cái trend mới mình không có theo được liền. Tại vì mình còn giữ trong mình những cái cũ, những cái trick hay là những cái linkage cũ. Nên nó không có giống như các bạn sau này tiếp cận. Kiểu mới vô là tiếp cận cái mới liền thì nó sẽ quen hơn. Còn mình thì mình hơi bỏ qua cơ bản nhưng mà những cái mới bây giờ thì nó cũng sẽ cũ qua thời gian. Đúng rồi. Sau này thì em sẽ thấy là những đứa chơi sao nó sẽ có những cái gọi là mới hơn. Những cái của em thì nó lại cũ. Cũng bình thường. Như hồi xưa là bao chiếc Ramswin là chỉ có nhiêu đó thôi. Chỉ có nhiêu đó thôi rồi làm là cứ game rồi đó. Dài xong rồi boss chục cái. Hồi xưa là vậy là ngon. Nhưng mà từ từ cái sau này nó lại thành cũ. Ai cũng làm được. Thì làm ít lại. Sau này cái pistol này kia nó lại cũ. Mai mốt lại nha. Sẽ vô cái đời thường của thì đằng nào cũng phải ghép vô một cái combo như thế nào đó kiểu vậy. Thì ở đây có những cái thế hệ mới và các bạn chơi nhiệt cho nên mình cái sự kiện mới được như vậy. Chứ không phải là một mình tự chơi thì mình kêu gọi off thì chắc cũng 5-7 mạng gì thôi chứ cũng không có được. Nếu mà không có cái tinh thần của mấy bạn thì những cái off thì tới đó mình ai nấy ngồi quay thôi, kiểu cơ bản này kia nhiều thì cái buổi của mày nó sẽ không có được ý nghĩa như vậy. Thì không có được hoàn thiện, không có được trọn vẹn. Không biết Hiếu cảm nhận sao? Tại vì ở đây là cũng hai thế hệ. Nên là em là thế hệ mới, còn tụi anh là kiểu như thế hệ cũ, là truyền lửa là chính thôi. Chứ trình độ thì hơi là không bằng của em. Là cảm nhận về cái gì? Kiểu cái suy nghĩ của em sao? Nên là em có khinh thường. À ý là em khi mà em nhìn những người đi trước á thì em nghĩ như cái gì em thấy tôn trọng, sự tôn trọng, tại vì đặt ra nền móng cho những gì sau này nó phát triển lên. Ví dụ như là nếu như mà không có cái say của anh thì nó sẽ không có này. Cô làm tốt là để rất nhiều rất anh thấy rất nhiều người coi tốt mà. Không có này của anh làm tốt thì không ai bay bút, không ai Việt Nam bay bút. Khi mà muốn tìm hiểu sâu thêm thì không có người, không có cái gọi là cái nguồn, cái resource để mà tra khảo. Tại vì đó thiệt là nhiều khi anh cũng gọi là hơi hơi suy nghĩ một chút là không biết là mấy bạn sẽ suy nghĩ cái gì về mình, tại vì mình là không còn bắt kịp cái thời đại nữa, đủ trình đúng không? đủ trình tại vì tao chấm cho cái cuộc thi tao thấy có mấy bạn chơi rất là hay, kiểu như Kiruru nè. Mấy bạn chơi kiểu nhìn vô y như là nước ngoài kiểu vậy ha. Thì không nghĩ là nó lại phát triển nhanh tới vậy. Cho đặc biệt là năm World Cup năm nay nữa. World Cup năm nay mặc Hưng được đi chấm đúng không? Hưng đi chấm. Đó, kiểu không nghĩ là phát triển nhanh tới vậy, hơi bỡ ngỡ. Cái tên Việt Nam mình tham gia vào những sự kiện, nhiều sự kiện quốc tế. Nhiều khi cũng suy nghĩ không biết là mấy bạn sẽ cảm nhận về mấy thằng già sao. Hình như không có anh thì không có VNTS nào mà. Không có cái bắt đầu, không có cái người giữ cho cái sự bắt đầu. Người ta để ý là cái thế hệ sau, đặc biệt là kể từ Hiếu đúng không? Kể từ 2K3 trở đi, Hiếu, Hưng rồi Minh này kia là luôn bắt đầu bằng việc là tham khảo video tiếng Việt của Neko, tôi nghe rất nhiều. Các bạn sau này cũng vậy, thậm chí là mình làm những cái nội dung, ví dụ như lúc ta bắt đầu làm YouTube nhiều hơn là cũng ta cũng tránh cái nội dung theo kiểu ngoài. Đó thì nó hướng đến một cái nhóm khán giả khác rồi. Thì cái của mày luôn là nơi một cái nơi bắt đầu rất là phù hợp cho các bạn mới chờ nghe chia sẻ rồi tập cũng vui hơn. Mấy bạn sau này tao để ý là mấy bạn giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Anh để tiếp cận được những cái nó mới của thế giới. Còn như hồi xưa thì kiểu mấy ông tự nói với nhau trong hội rồi cứ chia sẻ qua chia sẻ lại trong nội bộ thôi, chứ kiểu nó không có đồng bộ với lại thế giới. Thì
cho tao cảm giác như vậy. Kiểu như Việt Nam là có cái style của Việt Nam riêng đó, nhìn vô là biết Việt Nam liền, kiểu giờ vô là Việt Nam liền. Giờ thì hòa mình và thế giới. Hòa mình và thế giới. Bắt đầu nó phẳng hơn. Vậy có một cái nguồn để mà mình đi ra. Một cái nền tảng nào đó như là có nhiều spinner giỏi rồi thì mình mới bắt đầu mình nói chuyện gọi là tham gia này tham gia cái kia. Thì ở lâu từ trải qua nhiều thế hệ thì đến thế hệ này mới bắt đầu nở rộ là sau 2K3. Hồi xưa là bên Nhật thì nó có cái thế hệ 06 đúng không? 2K6 là toàn anh hùng gì quá dòng sức chừng mà không. Hồi xưa thì nhớ là kiểu nếu mà coi cái lứa của mình á là cái lứa 97 á, thời đó là cái lứa mạnh nhất. Thời còn Neko Akai rồi Kiyotachi với Wakas đúng không? Là bốn cái bạn đó trong lứa 97 là mạnh nhưng mà hơi ít. Còn bây giờ thì rải rác rất là đông. Hồi xưa thì kiểu coi hướng dẫn này kia thì hay chia sẻ cái mẹo là tôi chậm, chú trọng cái chuyện tôi chậm hơn là coi nghe cái nội dung. Tao để ý là như vậy. Tại hồi xưa đến bây giờ thì để ý nội dung. Bây giờ tao cảm giác là mấy bạn kiểu như là mấy bạn mà giám khảo chấm chung á là nhìn cái combo đánh giá có cái chiều sâu hơn, kiểu như là biết được cái đoạn đó là nó có cái gì. Rồi đánh giá cái đoạn đó cái độ khó làm sao kiểu vậy. Thì tao cảm giác là nó có chiều sâu hơn. Kiểu tao thấy là kiểu như mấy bạn chắc là tham khảo những cái đánh giá của nước ngoài á. Đúng rồi. Qua những năm đọc đã từng làm đọc rồi coi luật và cách chấm điểm cũng thay đổi qua từng năm, và các bạn bên tổ chức á thì cũng tham khảo là nên chấm như thế nào. Rồi đặt ra những tiêu chí làm sao, bao nhiêu điểm vân vân. Thì cũng là quá trình thay đổi và cải tiến để mà có được một cái robot, một cái bảng chấm nó phù hợp cho cái bộ môn này. Thì các bạn cũng đang phát triển thôi chứ chưa chín muồi, chưa đến cuối cùng đâu. Mỗi năm sẽ thấy luật mỗi khác, và những cái sự kiện như là Olympics, PSO này kia cũng là để thử nghiệm những cái chủ đề mới. Ví dụ như năm nay là có cái gì đó quay bút thường, chấm chủ đề quay bút thường không có mod, hay là cái gì ta mà một tay hai cái bút đó kiểu. Có những cái chủ đề mới để các bạn thử nghiệm. Thì mà hồi xưa là kiểu gọi là sao ta, nó hơi trừu tượng á, kiểu như là ta để ý mấy đứa bên Nhật thì tụi nó luôn hệ thống kiểu cách đặt ngón tay này kia, hay là cách dùng những cái trick nào nó ra cái màu hay á kiểu vậy. Cách đặt ngón tay, ngón này đưa ra nhiêu độ như cái kiểu đó. Thì tao thấy là nó làm khá là chi tiết. Còn mình là kiểu toàn kêu là nhìn tôi chậm lại, copy theo đi, cái gì học theo đi, nhìn theo clip của ông này ông kia quay kiểu như tôi chậm lại. Đó thì hồi xưa là nó như vậy. Còn bây giờ tao cảm thấy là nó dần dần nó chi tiết hơn. Kiểu mình các bạn cũng dần cố gắng để diễn đạt cái ý tưởng của mình nhiều hơn. Nó chi tiết hơn. Đâu là cái này là bị chậm một nhịp hay gì đó, những cái nó rất là sâu vô trong rồi, bắt ngón tay chỗ nào rồi kiểu vậy. Thì thường cái đó không nói ra thì các bạn mỗi người tập mỗi kiểu, nhưng mà như vậy nó sẽ hơi bị rối. Thì giờ đã có cái hệ thống riêng của nó, và cách các bạn đưa ra mẹo như vậy, nó là cái chỗ này là nên ngoắc tay chỗ này chỗ kia, thì cái sự phát triển của nó đi chung với lại cái bộ môn một sâu hơn, sâu sắc hơn. Tao cảm thấy cái đó khá là hay, nhưng mà kiểu như là hồi lúc trước tao chơi thì lúc mà mình chơi thì nó chưa có để ý cái đó nhiều, cho nên là kiểu giờ không có kinh nghiệm để chia sẻ. Thì cũng hy vọng là sắp tới là có mấy bạn thế hệ của Hubik này là kiểu sẽ làm những cái clip chia sẻ về cái đó chi tiết hơn. Tại vì tao như anh là kiểu thế hệ trước thì anh chia sẻ chủ yếu là cơ bản với lại mấy cái link case này kia dễ thôi, còn như thế hệ tụi em là nó có những cái mới hơn, làm hướng dẫn nó sẽ kiểu hợp thời hơn. Thì chịu khó bộc lộ bản thân, cái suy nghĩ của mình. Thế hệ này thì kiểu nhắm đến cái tự do trong việc nói lên suy nghĩ của mình. Thế là đúng là có theo hệ thống, nhưng mà theo cái hệ thống đó thì vẫn phải có những cái của bản thân.
giống như là em có học meta, học notation này nọ, nhưng mà chỉ là tham khảo để phát triển cái style riêng của mình. Thì em làm clip, em nếu mà em tại em chịu có làm clip thì nó sẽ chia sẻ được những cái mới hơn, như như tụi nó kêu anh làm phía sau thì anh đâu có làm được, đâu có kinh nghiệm làm cái đó. Làm nội dung thì cũng phải nói đến cái vấn đề chung là cộng đồng tiếp nhận như thế nào. Rồi các bạn trẻ thì về mặt trao đổi và lắng nghe bình luận và cách bình luận cũng hơi kiểu dễ gây mất lòng nhau kiểu vậy. Thì đó là chia sẻ thật thôi, không có ai mà yên để mà gọi là tâm đủ tịnh để bớt gây hấn với nhau, cũng là một cái khó để vượt qua. Mà còn các bạn văn minh, các bạn chia sẻ với nhau là được. Nói chung là về cái vấn đề chia sẻ thì tao cũng hy vọng là những bạn chơi mà như Hú Biết nè, như thế hệ của Hú Biết, Hưng này kia, Chiên Ru này kia, thì khi mà chia sẻ kinh nghiệm lại cho mấy bạn newbie hơn, mấy bạn mới hơn á, thì sẽ kiểu kiềm chế bản thân chút xíu. Người ta cũng hy vọng là vậy, kiểu nói đôi khi là mình hỏi lẫn nhau, đôi khi là cái trình của mình là nó cao thiệt, nhưng mà khi mà mình chia sẻ cho một cái bạn mới thì mình nên giảm cái trình, kiểu mình nói những cái ngôn ngữ cho nó dễ hiểu một chút, nó thân thuộc kiểu vậy. Mình nói về Facebook bằng một cái ngôn ngữ dễ hiểu thì cũng hơi khó. Kiểu như là khi mà em chia sẻ cho những cái bạn mới thì mình bắn những cái thuật ngữ quá nhiều, xong rồi mình bắt cái bạn đó nó đi tìm hiểu từng cái chữ trong cái câu thì nó sẽ khó hơn. Kiểu như là bạn đang muốn hỏi làm kinh tế chính trị, cái chiếc thân rao sao đi, thì em chỉ là kiểu em dùng những cái thuật ngữ nó quá cao siêu, kiểu như là gì đó, complexity gì đồ thứ đó, từ luôn vô đó, dùng ngón hai đẩy qua chi kiểu vậy vậy. Thì bạn sẽ gói, bạn sẽ mất thời gian đi tìm ngón hai là cái gì rồi đủ thứ hết, vừa phải tinh gọn mà vừa phải xúc tích đi thẳng vào vấn đề. Thì cái môn này nó cũng không phải là cái gọi là làm một cái là được. Biết làm như thế nào nhưng mà không có nghĩa là làm cái là được. Thấy tập ra cũng khó, không đơn giản. Thì nói chung là mình chơi, mình tập từ đầu thì mình cũng biết là cái môn này nó khó hay sao rồi, cho nên là mình phải kiểu như là đặt mình vào cái vị trí của những bạn mà mới chơi. Tức là đôi khi mình thấy bạn hỏi những câu rất là kỳ, ví dụ như là sao em Sonic hoài không được kiểu vậy đó, Sonic hoài không được, thì mình cũng có những bạn là khi mà nghe hỏi cái đó thì kiểu bực, hơi bực, kiểu như là gì tập từ từ thì sẽ được thôi, có gì đâu hỏi đúng không, có vô hỏi đúng không. Thì mình cũng phải là bạn có thể gửi cho mình một cái clip để mình xem các bạn sai chỗ nào kiểu vậy đó, thì nó sẽ thân thiện hơn. Hoặc là được thì trực tiếp bạn bè của mình thì dễ tiếp xúc hơn. Với lại nếu em có làm thì em muốn là một cách nào đó để bắt cái bạn phát triển ra những cái của bản thân mình hơn là bắt chước em là một người nào đó. Thì nói chung cái đó cũng là cái tinh thần anh làm cái series Link Cage, nghĩa là tao cũng sẽ làm một cái rất là nhỏ thôi, rồi cái cách kết hợp của mấy bạn dùng nó như thế nào đó là quyết định của mấy bạn, đặt nó vô đầu trong cái cấu trúc của toàn bộ combo là chuyện của các bạn. Rồi có thể là cái đó là một cái concept nói chung, rồi các bạn dùng cái đó áp dụng vào những cái ngón khác và những cái trick khác cũng là cách để mà gọi là kêu gọi cùng nhau sáng tạo. Cái môn nó có nhiều thứ hơn nữa, rẽ nhánh ra nhiều cái hơn, chứ không phải là chỉ tập theo link của Akai là đủ. Cái tinh thần tư vấn của tao là kiểu như là cái nào mà tao có thể giúp được thì tao sẽ giúp, kiểu như là không phải là kiểu lúc đó mình làm biến rồi cái mình bắt đầu mình la bạn, hay là kiểu cái đó mình không biết, mình sợ bạn nghĩ mình ông này chơi lâu mà có như đó không biết kiểu vậy, mình sợ mình quê á, sao mình vào mình la bạn, mình nói là có cái chuyện đó mà em cũng đi hỏi thường kiểu vậy. Thì nói chung là cái nào mà mình không biết thì mình cứ thẳng thắn mình nói mình không biết thôi, mình có thể là đi hỏi rồi có thể trả lời bạn sao kiểu vậy, là kiểu như không giúp được thì nói là cái này ổ này nó không biết đó. Thì cái tinh thần của người hỏi tao nghĩ cũng phải giống với lại tinh thần của người được hỏi, là ngược lại, cái người được hỏi cũng phải nghĩ cho cái người hỏi. Phải có một cái mối quan hệ sống đôi như vậy thì mới
thoải mái phát triển được. Chứ không phải là phải nghĩ là thí dụ như mình hỏi cái câu hỏi này nghe nó có bị thiểu năng không, hay là sao sau đó là hay là mình cố mình tập thêm một chút đi rồi mình hẳn hỏi. Còn cái kia ngược lại thì có thể là bạn gặp vấn đề thật sự khó khăn thật sự, thì bạn mới bắt đầu đi hỏi. Thì cùng cái tinh thần nói chung là phải xây dựng thôi và chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những bạn hỏi tao là kiểu tập 2 ngày 1 ngày gì đó mà sao chưa thơm ra được, thì đầu tiên là sẽ, nếu mà bình thường thì sẽ nghĩ là kiểu tại sao mới tập có thời gian ngắn vậy mà đã hỏi rồi đó. Nhưng mà tao sẽ cố gắng là kiểu kêu bạn gửi một cái clip bạn quay qua để cho coi các bạn bị cái sự cố ngay chỗ nào. Có thể là cầm nó không đúng, cầm cái đầu dài với cái đầu ngắn nó bị ngược nhau cho nên là không có thơm ra được, thì tao kêu bạn gửi qua. Tất nhiên là nên có một cái clip để có thể coi được. Thì nếu mà hồi xưa cái đó thì tao tiếp cận kiểu khác, kiểu như là tôi cũng sẽ nói là cái trick đó anh tập 5 ngày lận chứ không phải kiểu vậy. Đó là sự thật, đó là sự thật. Giống như là tập 2 tuần mới xong cái thông ra reverse mà. Kiểu vậy á. Là mình nói lên cái trải nghiệm của mình luôn. Thì các bạn, thì ra là một cái trick dễ vậy mà anh phải mất nhiều đó thời gian lận. Thì nó không dễ, nó không phải là dễ. Hình như anh tập Fister cả năm á. Tức là không riêng, chỉ riêng cái đó, nhưng mà kiểu cứ dần dần rần rần vậy đó. Bên phần tao tập tới 2 năm rồi. Chứ bên phần tập tới 2 năm rồi. Không, nói chung cũng không ăn là tập mà kiểu gom nó vô. Tập không được rồi cái để đó, để ngâm hoài không có tập nữa. Cứ vậy cứ 2 năm. 2 năm mới làm được bên phần. Thì đó cũng là những cái mà mình nghe trong những cái thời gian mà mình theo đuổi. Nói chung là vui, có những người chơi chung, mọi người cũng vui. Bởi vì có những người đâu biết nó tồn tại. Và quan trọng là có sự kiện như vậy để mọi người biết là nó tồn tại. Mà nó rất là hay ho. Giờ dần cũng nhiều người hỏi ra là thấy anh có chơi Facebook, em cũng chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà không, hồi đó thì không biết kênh nào hay là cái người nào trên YouTube làm những cái nội dung như vậy. Thì cũng có nhiều người mới biết ở trên Facebook gần đây. Mình cũng thấy thì ra là cũng có nhiều người đã có hứng thú nhưng mà chỉ quay chơi cho biết thôi. Chứ còn để đào sâu thì phải đúng là phải thấy những người mà quay thực sự đã. Mình cũng vậy, mình cũng bắt đầu như vậy, làm cho mình đã thì mình mới theo được. Thì ta để ý là nếu mà một cái clip quay hồi xưa khi mà tao coi clip quay thì kiểu gì cũng sẽ có những cái bạn nó là chẩu thì vào cho những cái comment rất là tiêu cực. Nhưng mà gần đây thì tao thấy là kiểu cái hình ảnh cái comment nó đã tích cực hơn, kiểu như là những bạn gì đa số là vô nói là kiểu khó quá anh ơi, là kiểu như là em đang tập cái đó rồi giờ em muốn cái tiếp theo là cái gì kiểu vậy. Thì những cái comment nó đã bắt đầu là nó tích cực hơn, nó không có giống như xưa kiểu như là quay gà kiểu gì. Quay gì đăng chi. Quay gì đăng chi kiểu vậy đó, thì nó tích cực hơn. Đa phần là như vậy, kể cả trên YouTube lẫn TikTok. Thì các bạn cũng chịu khó hỏi hơn thì giờ đây tao cũng lên TikTok. Thì nói luôn là Akai đã có kênh TikTok. Chủ yếu là để quay vào. Nhưng mà lên TikTok thì tao cũng thấy được những cái nội dung Facebook và cái cách các bạn comment. Nghĩa là cái góc nhìn của mấy bạn về một cái sở thích nào đó, ví dụ như Facebook thấy chỗ này hay, di tập được như đây thôi rồi muốn tìm hiểu sâu hơn hay gì đó, thì cũng là cái tinh thần của mấy bạn bây giờ nó tốt hơn. Khi mà đối diện, khi mà mình bắt gặp một cái gì đó có thể là một cái sở thích trong tương lai, thì các bạn tiếp cận rất là tốt, muốn nghiên cứu sâu hơn. Nhưng nên cô làm TikTok cũng là làm những cái nội dung hướng dẫn rồi xây dựng này nọ thôi. Em thấy mấy bạn bây giờ là đã học được cách tôn trọng cái sở thích của nhau, của người khác. Giống như là em Facebook trong lớp thì mấy bạn khá là supportive chứ không không phải là kiểu chơi này chi có ý nghĩa gì không, không phải như vậy. Còn không thì hỏi thì gửi clip anh thôi. Em không cần gửi. Ý là quái này chi. Chi thì gửi clip. Với lại cũng có nhiều bạn nữ bắt đầu chơi. Yêu khoái lắm. Trong đó em là em lùa gà. Ghê. Quá lộ rồi nha. Lộ rồi nha. Xin info. Thì đó, các bạn chơi có đồng nghĩa với việc là
mọi người nhìn nhận, chứ không có phân biệt là giới tính hay gì hết, là mọi người đều nhìn nhận nó một cách tích cực. Và dần nó đi vào, gọi là sao ta, nó xuất hiện nhiều hơn, và nó đi chung với lại những cái sở thích khác nữa, chứ không phải không chỉ riêng là nó sống một mình nữa. Thì đi chung với những cái sở thích khác thì hay so sánh với những cái bộ môn như là cardistry thì nó cũng chỉ là múa múa thôi, nó cũng đâu có phải là cái gì quá là ảo thuật mà quái gì đó vân vân đâu. Thì những cái bộ môn múa này nói chung thì đã dần xuất hiện nhiều hơn và các bạn đã ủng hộ. Nhờ cái sự ủng hộ đó của người trong giới lẫn ngoài giới thì mới có thể phát triển được. Mẹ của một bạn nào đó, kiểu phụ huynh của một bạn nào đó ủng hộ việc con chơi, đến thấy nói chuyện cũng hay, kiểu con của cô thích con lắm rồi này kia, thì thấy ồ, thì ra là một cái sở thích như vậy cũng có thể tạo điều kiện hay là phát triển cái sức mạnh tinh thần của các bạn. Các bạn trẻ khi mà các bạn lớn lên mà trong thời gian rảnh không có những cái sở thích nào đó thì đây sẽ là một sở thích hay để các bạn tập trung tìm tòi. Như cũng đã chia sẻ thì có những cái kiến thức mình biết từ quay bút nhưng mà nó áp dụng được cho những chuyện khác. Tức là cái tinh thần của mình khi mà mình đối diện với vấn đề, ví dụ đi làm thì cũng sẽ phải tìm tòi coi là như thế nào, nghiên cứu nhiều hơn. Và mình có thể biết nó là từ đầu tới, rồi mình làm quen với việc là mình tìm hiểu sâu. Nó là một cái cách, một cách tiếp cận vấn đề rất là hay, là tìm hiểu sâu cái gì đó. Thì cái đó phải có cái, mình phải bỏ một cái gọi là như là cái tình cảm của mình, cái tâm của mình vô, mình mới có thể tìm hiểu sâu được. Và nó đến một cách rất là tự nhiên. Nhưng Facebook đã đến một cái giai đoạn khác, một cái thời khác. Cái thời khác. Thì tôi thấy mấy bạn bây giờ là gọi là khá là hay, kiểu như mình đôi khi mình nhìn mình cảm thấy là giá như mình có nhiều thời gian để mình tập hơn thì mình sẽ kiểu như theo kịp á, thì cảm thấy mình bị như bị tuột lại, nhưng mà tao sẽ kiểu như không có bỏ mà sẽ cố gắng gọi là tập được cái nào hay cái đó nữa, đúng không? Hỗ trợ với mấy bạn bằng cái hướng cái cách của tao. Thì mình không theo kịp thì mình sẽ sao mình hỗ trợ chứ mình không có nghỉ. Thì tao không biết là hồi xưa nó như thế nào, nhưng mà kiểu như là có thể hiểu được một chút cảm giác của các anh hồi xưa. Tức là khi mà không có kê kịp thời đại nữa thì thường sẽ bị nản, và sẽ có nhiều lý do được đưa ra cái vậy để mà dừng cái sở thích lại. Giờ thì nói chung là chơi thế hệ bây giờ thì có lẽ là khó bỏ hơn. Có lẽ vậy. Chắc nhờ là mình vẫn tiếp tục theo thì các bạn thấy ô, có thể lâu đến như vậy, giống như là một cái bằng chứng, một cái ví dụ sống là có thể theo cái môn này khoảng bao nhiêu đây năm. Nếu mà lâu bền thì tốt, đâu có vấn đề gì, đúng không? Thì mấy bạn mới chơi sẽ lo rồi chơi này đi đến đâu rồi làm được cái gì, và nó có bất ổn hay không, kiểu lo quay quá rồi không lo làm việc hay gì đó thì cũng không có xảy ra. Thì mình qua được những cái mốc thời gian nhất định thì các bạn sẽ ồ, nó không chỉ là một cái sở thích ngắn hạn mà được làm không chỉ là 1-2 năm, 3-5 năm gì đó, mà kiểu 10 năm, 10 mấy năm thì đó cũng là một cái dấu hiệu tốt. Vậy hy vọng là Hiếu đừng coi thường cái thế hệ cũ nha. Kiểu như sợ, cũng hơi lo sợ là kiểu khi mày mày chơi 10 năm đi thì mấy bạn sẽ nói là ủa 10 năm sao quay đi tới đó thôi, kiểu vậy. Không quay được cái này, không quay được cái này, làm được cái kia, kiểu vậy, sợ. Nên là tao nghĩ là nhiều người bỏ là cũng vậy, kiểu như là bảo toàn cái gọi là danh dự, kiểu vậy, sợ. Kiểu như thay vì mày chơi tiếp thì mày mang tiếng, đúng không? Nghĩ luôn cho khỏe. Đã suy nghĩ không? Kiểu vậy. Nhưng mà tao sẽ không, chắc là sẽ không đi theo hướng đó, tại vì mình ở sao mình support được bao nhiêu thì mình support. Thì cũng một phần là do mình vẫn làm những cái nội dung, vẫn theo dõi các em như thế nào, rồi cái bộ môn này nói chung. Mình đã có một cái gì đó, mình nhìn ra thế giới, mình nhận quốc tế các bạn chơi thì sao. Có thể là tùy theo cái cách mình bỏ cái môn hay cái sở thích của mình vào đời sống của mình thôi. Thì cũng là do cái cách nghĩ của mình. Mà mình vẫn chơi có nghĩa là mình vẫn làm cái bằng chứng sống đó.
và sẽ không nghỉ ngang. Ok, hy vọng. Ok, thì chắc là cũng dài rồi. Đúng rồi, dài lắm rồi, nửa tiếng rồi. Thì chắc là kết thúc video ở đây. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì sắp tới Akai sẽ quay lại Mỹ. Cuối tháng 9 thì Akai sẽ quay lại Mỹ. Thì chưa có kế hoạch nào sẽ quay lại Việt Nam đúng không? Chưa biết khi nào sẽ quay lại Việt Nam. Thì khi nào mà quay lại thì tụi mình sẽ có những cái dự án tiếp theo đúng không? Sẽ có những cái nội dung mới. Còn làm xây ở Hà Nội đúng không? Chắc là xây sẽ được tổ chức ở những nơi khác. Không biết thì chuẩn bị làm kênh riêng hướng dẫn. Thật ra là có kênh riêng rồi nhưng mà chưa đăng gì hết. Đăng đi. Thì cái đó rất như hứng thú thì sẽ đăng. Thì ok, thì cũng cảm ơn các bạn đã xem video đến giây phút cuối cùng. Không biết được bao nhiêu bạn mà rất là biết ơn những bạn nào mà coi được đến những giây phút cuối cùng. Đúng rồi, để nghe những cái lời bộc bạch này đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại những video sau. Ok.